dự báo giá cà phê ngày 10 tháng 7 năm 2024 có tiếp tục tăng chạm đỉnh mới. Theo các nhà phân tích tại City Research, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed sẽ tiến hành nhiều đợt cắt giảm lãi suất lớn, bắt đầu trong vài tháng tới và kéo dài đến tận mùa hè năm sau. Trong một lưu ý vào thứ Sáu tuần trước, bộ phận nghiên cứu của ngân hàng City dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất 8 lần liên tiếp, mỗi lần 25 điểm. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 9 năm nay và đến tháng 7 năm 2025. Theo các nhà phân tích tại City Research, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed sẽ tiến hành nhiều đợt cắt giảm lãi suất lớn với mức cắt giảm mỗi lần là 25 điểm phần trăm. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 9 năm 2024 và đến tháng 7 năm 2025. Nguồn cung thắt chặt do xuất khẩu chậm từ Việt Nam cùng các vấn đề về thời tiết đã hỗ trợ cà phê tăng giá. Nguồn cung tại quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu thế giới sẽ vẫn khan hiếm cho đến khi vụ thu hoạch tiếp theo tăng tốc vào tháng 11 tới. Giới thương nhân cho rằng tình trạng xuất khẩu ảm đạm và khan hiếm nguồn cung tại Việt Nam có thể kéo dài đến tháng 11 năm nay khi vụ mới bắt đầu thu hoạch. Theo các thương nhân, nhu cầu mua mạnh vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025 tại Việt Nam sẽ khiến giá giao ngày khó giảm. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng. Vụ thu hoạch cà phê Robusta ở Indonesia đang dần tăng tốc, dự kiến sẽ cải thiện đáng kể so với vụ trước. Thông tin Vocaphea đã dự báo mức thâm hụt cà phê Robusta toàn cầu là 4,6 triệu bao vào năm 2024-2025, tuy nhỏ hơn mức thâm hụt 9 triệu bao trong vụ 2023-2024 nhưng là năm thứ tư liên tiếp thâm hụt cà phê Robusta, vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường. Tồn kho cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York được cho là đã giảm 9.270 bao vào thứ sáu tuần trước. Ghi nhận lượng tồn kho này ở mức 811.359 bao, nguồn cung cà phê của Việt Nam thiếu hụt, trong khi các nhà đầu cơ bắt đầu tích trữ hàng nên giá cà phê quý 3 dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. Cộng thêm nguồn cung cà phê các nước xuất khẩu lớn trên thế giới giảm do thời tiết như Brazil sẽ khiến giá cà phê có xu hướng tăng trong thời gian tới. Theo Vicofa, những yếu tố trên được kỳ vọng sẽ đem lại niềm vui cho người dân trồng cà phê nếu so với những thời điểm cà phê dao động ở mức giá 30.000 đến 40.000 đồng/kg vào những năm trước. Giá cà phê hiện nay đã tăng gấp 3 lần và được xem là mùa vàng của cây cà phê. Với giá cao, nhiều nông dân đang hồ hởi tăng cường đầu tư phân bón cải tạo vườn, mở rộng diện tích vùng trồng, nhằm gia tăng sản lượng. Tại thị trường trong nước, giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7 năm 2024 như sau. Theo trang www.gia.com, cáp Hè Cơm, giá cà phê trong nước nằm trong khoảng 123.500 đến 124.600 đồng kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 124.300 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông 124.600 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chiêu Prong là 124.100 đồng, ở Pleiku và La Grai cùng giá 124.000 đồng mỗi kg, tại tỉnh Con Tum ở mức giá 124.100 đồng mỗi kg tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 124.600 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 123.500 đồng kg. Giá cà phê hôm nay ngày mùng 9 tháng 7 tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện cư Mờ Ga Cà Phê được thu mua ở mức khoảng 124.100 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Y Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 124.000 đồng kg. Dự báo giá cà phê ngày 10 tháng 7 năm 2024 tại thị trường trong nước tiếp đà tăng. Một số chuyên gia ngành hàng cho biết, động lực thúc đẩy giá cà phê tăng trở lại chủ yếu đến từ việc nguồn cung trong nước cạn kiệt và giá Robusta thế giới nèo cao. Mặc dù Brazil đang bước vào vụ thu hoạch rộ nhưng giới đầu tư toàn cầu lo ngại sản lượng niên vụ tới của Việt Nam sẽ ở mức thấp đã khiến giá cà phê robusta tiếp tục tăng